Những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội trong thời gian gần đây như bắt cóc trẻ em ở Cao Bằng, máy bay rơi ở Nội Bài, nghi vấn thôi miên bắt cóc trẻ em đã gây hoang mang dư luận. Thế nhưng việc xử lý những đối tượng này vẫn chưa đủ sức răn đe. Do vậy, đã đến lúc cần có chế tài mạnh mẽ để xử lý các đối tượng có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, thấy đông nhân viên bảo vệ của tập đoàn Vingroup tụ tập tại sảnh và thang cuốn, đối tượng Đào Ngọc Khánh sinh năm 1997, trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, làm thuê tại Royal City, đã chụp ảnh và đăng lên Facebook với dòng chữ "Vừa có án mạng tại Vincom Royal. Vụ này chặt đầu trong Royal mọi người nhé." Thì em chỉ là tình cờ và thấy chưa bao giờ có đợt mà bảo vệ Vincom mà tập trung ở đông như thế ạ. Thì em tự nhiên bộc phát ra và rối rất là nông nổi nên em không suy nghĩ gì, em đã up lên mạng. Qua xác minh, cơ quan điều tra đã khẳng định thông tin mà Khánh đưa lên Facebook là tin không đúng. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc liên quan đến những bài viết được đăng tải trên Facebook gây hoang mang trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thế nhưng, chế tài để xử lý vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Chúng tôi nghĩ rằng là hệ thống luật pháp chúng ta có thể xem như là cũng không thiếu gì cả, cũng khá đầy đủ. Có chăng là cái câu xử phạt, cái xử trí phải nhanh chóng và kịp thời, có tính chất răn đe thật là thật sự thời sự hơn nữa. Có nhiều người nói là chúng ta đã xử lý còn nhẹ đối với các hành vi đấy, nhưng cá nhân tôi cho rằng chúng ta đã chưa xử lý chứ không phải là xử lý nhẹ. Rất nhiều bài báo, bài viết, những băng hình clip ở trên YouTube và trên mạng xã hội đều có thể truy nguồn và có thể xử lý được vì những hiện tượng đó xảy ra ở Việt Nam. Điều 9 Nghị định 28/2009 NĐ-CP và Điều 6 Nghị định 63/2007 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Trước thực tế này, đã có nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần phải đưa ra những biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn để răn đe những hành vi tung tin đồn trên mạng xã hội gây ra những phản ứng tiêu cực. Thế tôi nghĩ đã đến lúc mà chúng ta phải xây dựng cái hệ thống luật pháp trên cả hai phương diện, là tạo ra cái hành lang pháp lý để nó phát huy cái mặt tích cực. Bởi vì phải nói là cái mạng ấy, nếu mà chúng ta biết phát huy nó thì phải nói tác động rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải có cái chế tài để mà không những hạn chế mà chúng ta phải trừng trị những cái hành vi sai trái tương xứng với cái tác hại của nó. Chúng ta đưa ra ở những dạng nghị định và những cái hướng dẫn cụ thể trong các nghị định và thông tư. Vì bộ luật hình sự chúng ta điều chỉnh là nó phải có một thời gian và thông qua một cái trình tự nó phức tạp hơn. Thực tế cho thấy việc đưa tin không chính xác, tung tin đồn thất thiệt chỉ để câu like và câu view hoặc vì một số động cơ bất chính khác đã không còn là chuyện hiếm trên môi trường mạng. Việc tung tin sai lệch, bịa đặt lên mạng xã hội là rất nguy hiểm. Vì vậy, trong thế giới phẳng, mỗi cá nhân cần ý thức rõ hành vi và chủ động trong việc tiếp nhận thông tin để không bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, những hành vi vi phạm pháp luật như thế này cần phải được xử lý nghiêm.